Dạ vâng, em Tùng xin chào anh em. Hôm nay em về cái máy vận vít của hãng Makita TB141DZB. Thì nó từ Nhật về, nó nguyên hộp nha anh em. Đấy, nguyên hộp toàn là tiếng Nhật luôn. Và cái này nó lưu hành ở nội địa của Nhật. Và nó là 2020. Thì cái này em khui hộp cho anh em xem. Và cái giá này, cái giá của cái thân máy này là 5.600.000. Anh em quan tâm thì liên hệ 0962 232 100. Thì em sẽ khui ra cho anh em xem. TD141 là nó catalog này. Nó có 4 chức năng luôn. Thường anh em thấy hàng bãi thôi chứ không, ít có thấy hàng mới đâu nha anh em, tại vì nó là cái này là hàng new 100%, catalog tiếng Nhật đầy đủ, và nó new 100%, nó mới 100%, và nó là TD141, cấp độ của nó là từ 0 đến 700 và từ 0 đến 2.700 vòng trên phút, và nó made in Japan. Đấy, nó có 4 cấp độ này, 1 này, 2 này, con búa luôn này, búa vít và vít búa. Thì cái đầu nó sung, thì nó có 2 cấp độ, ít có con vít nào mà có 2 cấp độ điều chỉnh trên này luôn nha anh em, rất là ít. Và nó là nguyên màu đen, thường anh em chỉ thấy là hàng bãi thôi chứ không có thấy hàng mới như vậy đâu. Đây, Makita Rootless động cơ 2 cấp độ made in Japan. Rồi em sẽ test cho anh em xem. Đấy. Và em cũng có một ít đồ Nhật về. Có nghĩa là VWT 300, và 171 các màu, 171 các màu. 171 4.2 thân. Đấy. Rồi mình sẽ điều chỉnh cấp độ cho anh em xem. Chạy rất là chậm để cho anh em làm vít, và nó có số ở trên này luôn. Sáu, bảy, tám, chín. Nó có cấp độ điều chỉnh nha anh em. Rồi qua vít đi. Rất là nhiều đồ chơi. Qua. Và con tường luôn. Mấy ít có mấy vạn vít mà con tường lắm nha anh em. Đây, 1 2 3 Rồi, qua cấp cấp 2, cấp 1 đi nha. Đấy. Qua cấp 1 rồi. Nó chạy giống như là rùa bò nha anh em. Đấy, để cho anh em bắn những cái dàn áo luôn nè, dàn áo xe á. Công nghệ rất là tiên tiến. Khi mà mình điều chỉnh qua đây á, khi mà mình điều chỉnh này thì mình dặn qua bên vừa búa vít thì em này nó tự chạy lên này. Đấy, anh em thấy không ạ? Tự chạy lên. Rồi, ok. Thì cái thân máy này giá 5.600.000, made in Japan, mới 100%. Anh em nào mua pin thì 800,
sạc thì 1 triệu nữa sạc nhanh là nó cũng khá nhiều tiền. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình.